một màn chờ khách rộn ràng hơn bao giờ hết. Không ồn ào lắm đâu, tin tôi đi. Chúng sẽ im lặng một cách lạ kỳ cho đến khi bạn gọi nước. Đây cũng chính là một trong những trải nghiệm thú vị cho bất kỳ ai đặt chân đến quán cà phê thú cưng này. Không gian thì thoáng cho nên là cái phần mùi thì mình thấy nó cũng không có bị ảnh hưởng nhiều. Thú cưng nó cũng rất là đa dạng, thì các cái bé có không gian để mà nó có thể là chơi đùa thoải mái. Trên diện tích rộng khoảng 100 m², anh Dương đã tận dụng hết sự sáng tạo của mình để kéo gần khoảng cách giữa con người với động vật. Một không gian mở cho khách hàng và thú cưng. Vấn đề vệ sinh và an toàn cũng hoàn toàn được đảm bảo. Thế nhưng mọi dịch vụ đâu chỉ có thế. Bên cạnh là cà phê thì quán còn có spa chăm sóc, vệ sinh chăm sóc các bé nữa. Quán cũng có hỗ trợ là phối giống cho các bé nữa. Với lại bé của mình thì cũng đang đến tuổi dựng vợ gả chồng, cho nên là cũng nên tìm hiểu đến cái bước đó thì mình có ra quán. Là người đam mê chó mèo từ nhỏ, thêm nhiều năm theo học lớp kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc thú cưng, anh Dương đã kết hợp nhiều loại hình dịch vụ đặc biệt, tất cả hướng đến thông điệp nơi hạnh phúc bắt đầu dưới bốn chân. Quán mình tuyển chọn nhân viên theo cái tiêu chuẩn là mấy bạn vừa tốt nghiệp thú y ra hoặc là có kinh nghiệm ở bên thú y để chăm sóc những bé cún của mình. Thì bên mình cũng có hướng dẫn và cũng như đào tạo những cái khóa học về chăm sóc và làm đẹp thú cưng. Từ khóa cơ bản nâng cao, kiểu như là mình sẽ dạy về cái tình trạng lông da của cún và cắt tỉa làm đẹp nhuộm lông này nọ đó. Em đang học chuyên ngành thú y và em làm ở đây là pha chế kim tư vấn khách hàng. Công việc này nó có giúp ích và bổ trợ cho em rất nhiều về việc học. Ví dụ như là em có thể biết chế độ ăn như thế nào là lành mạnh, hợp lý cho cún và khi mà cún bị bệnh thì cái hướng điều trị của mình sẽ như thế nào. Đam mê và nghiêm túc với công việc. Với anh Dương, nơi đây không chỉ là quán cà phê mà còn là ý tưởng khởi nghiệp, là nơi lan tỏa tình yêu thương.